trong phần trước chúng ta đã chỉnh sửa biên dạng khối nhà và thiết lập những vách ngăn. Tiếp tục, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết lập tường stud wall. Stud wall là tường thế nào? Tường stud wall là tường hỗn hợp tạo bởi nhiều bức tường. Đầu tiên, tôi sẽ tạo thêm một lớp tường để tạo độ dày. Tôi vào wall, tôi kích vào Edit Type, tôi kích vào thư mục WK nằm bên phía tay phải màn hình. Tôi đổi tên thành một tường 400 và tôi kích vào Structure, tôi chọn đổi bề dày thành tường 400. Tôi kích vào thư mục Material và tôi chọn vật liệu mới. Tôi kích vào Renew Material, nhấp chuột phải chọn Rename. Tôi đặt tên là bê tông. Bê tông tôi chọn cho tính chất màu xám. Trong thư mục Accept, tôi chọn Appearance và tôi chọn vật liệu bê tông. Kích vào thư mục Concrete, tôi sẽ chọn những vật liệu sau. Tôi chọn Flat Gray. Tôi nhấp Done. Tôi chọn Apply, chọn OK và nhấp OK. Nhấp OK để thoát bản lệnh. Từ bàn phím tôi là gõ phím tắt WA, hoặc tôi có thể vào Add chọn Wall, kích vào thanh hợp thoại Property. Tôi chọn tường stud wall. Và tôi chọn vào tường stud wall, tôi chọn Edit WK. Tôi đặt tên là một tường bao. Và tôi kích vào tab Edit. Đầu tiên tôi chọn một tường 400. Hai, chiều cao tính từ chân tường tôi cho khoảng cách là 500. Tiếp tục, tôi chọn tường 200 với khoảng cách là variable, tức nghĩa là từ 500 cao trở lên. Tôi nhấp review. Tôi đã đồng ý với cái hình vẽ như đây thì tôi sẽ nhấp chuột phải vào bản lệnh OK để thoát lệnh. Tiếp tục tôi nhấp OK. Tôi dùng lệnh MA sao chép thuộc tính, hoặc tôi có thể chọn lên từ ngoài và nhấp Select on Intent để chọn tính chất tường cùng nhau. Và tôi kích lên biểu tượng Property và tôi chọn chức năng tường bao cho công trình. Thì các bạn thấy ở đây là một lớp tường mới. Tiếp tục, tôi chọn hai bức tường như sau và tôi kích vào, tôi chọn trở về lớp tường 200. Tôi chọn nghiêng một bức tường. Tôi chọn vô biểu tượng hình mắt kính có tên là Temporary 2 và tôi chọn Isolate Element để hiển thị một đối tượng. Và tôi kích về hướng mặt đứng, chọn vào bức tường. Tôi chọn Edit Go File để tôi chỉnh sửa biên dạng theo ý muốn. Kích lên Bitline, tôi sẽ Object ra đối tượng với khoảng cách là 700.
và tôi chọn vào lệnh add. Tôi vẽ hình vòng cung như sau. Trả offset về giá trị là 0. Tôi từ bàn phím tôi gõ lệnh TG để chim đối tượng. Kích lên biểu tượng công cụ modify, tôi chọn lệnh slip để cắt điểm. Tiếp tục tôi gõ lệnh TG. Finish để kết thúc lệnh. Chúng ta kích vào biểu tượng hình mắt kiến và chọn vào biểu tượng reset temporary để tắt chế độ ẩn tạm thời. Chúng ta sẽ được hình dạng như sau. Tiếp tục tôi chọn vào bức tường còn lại và tôi cũng làm thao tác tương tự. Chọn vào bức tường và chọn Edit Profile. Chúng ta làm tương tự như bước trước. Trả giá trị offset về giá trị 0. Chúng ta chọn nhấp delete. Dùng lệnh TG để chim đối tượng. Chọn cạnh và chọn lên biểu tượng modify, chọn công cụ slip, dùng lệnh TG để chim đối tượng và nhấp finish. Chúng ta nhấp vào biểu tượng mắt kính và nhấp reset. Vậy là chúng ta sẽ được khối dáng công trình.